ចាគឺថានេះគឺជាករណីចានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺមានមួយករណីហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារតែរន្ទះបាញ់នោះដូច្នេះហើយខ្ញុំអំឡងពេលដែលមានភ្លៀងសក់ខែនោះគឺរន្ទះគឺស្វាហាវជាងភ្លៀងធម្មតាភ្លៀងដែលក្នុងរដូវវស្សានេះគឺមិនសូវជាសាហាវដូចជាភ្លៀងសក់ខែនេះទេដូច្នេះហើយគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងឡងពេលដែលមានភ្លៀងកក់ខែគឺជាវាងពេលដែលមានកំពុងតែមានភ្លៀងគឺកុំចា
ตีเลยเนี่ยบางบ่อเนี่ยจำนวนเนี่ยนะโดยยังเคยได้ดักมาเตะดักมาเตะหมดเต้กาซิพอลนะจ้าไปกาซิพอลยังเคย cúi còn của đấy mà dạ trong gói khơi nhà công thô chú nè chú sướng nơi tầm miền hơi bông bông là cô bao để cột và chạm ca để cam cô đã phải xét cho cái tiền mà đi vuông cha tới nữa còn nơi tầm khơi vận chuyển đây tầm mình ấy nữa chỗ hơi bởi chỗ hơi lấy lá này nơi tầm miền này lấy này và tuần bà tế hay cái lá nó cứ sầm vào vận chuyển lá để thông thông mà đất tầm mình mà chỉ muốn nước tây nam thôi thì chẳng đừng chẳng có mà lấy đồ sơn đất đặc tộc ca chắc có đơn chẳng này lo máu tộc ca đấy có thể tập bóng vụ qua đấy và sân bóng xuống rút đinh đi đôi giờ xa phố mình chơi chứ ạ hay như cái phát cột rưu ní cột đặc dù mà lùa chà đặc dù bị phương hồng phách tập bạch đồng bóng à chân phim phách tập bạch đồng bóng chà đặc dù tôi cột bóng ở kì chà anh chị hướng mà tôi có quạt dù mà đo chẳng lấy người quạt dù tài ta độ lùi bị cả bài quán nâng tạo ở lý phần bác hay nâng cái quạt bàn dù tì chà ở đó rồi đo khang bà lý nâng khắng cho cục lượng bàn dù cục lượng bàn chà đó là những người mà mô tình chơi từ nào là sqo ai sqo nghe là nữ chà 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 bây giờ quạt màu thú mấy có nhẹ đắng trọp hay đặc trình châu này chắc quạt nhẹ chứ nhẹ trên châu bàn đập bóng phân nông lúc này thường anh còn mình score này đầm bọn năng ấy chứ còn là vô lúc nó dây ta ông mà lấy เออที่ว่าจะชอบมันจังไรนะไงนั่งหัวใจเลยคนนี้ชื่อว่าเราสีเปล่านั่งโทรศัพท์จ้าดูเจมันยกโยเลยเต้ดูตอนนี้มาโยเยอะที่สุดเลยโยโคตรมันตะกองลานหายมันทำตะบานหายคือมาไวบองปลอดบาตะกองลานนั่งเย็บเย็บเวกับเพลย์โยกับเพลย์มาไวเต้ได้เยอะตัวสปอร์ชมัวร์มันไปจ้าได้คนได้นั่นคือคนได้ในสมัย เปลี่ยนเรียงผ่านบ่ายเปลี่ยนเรียงผ่านบ่ายให้เชื่อสมัติกันก็บ่าวจ้าบ่ายจ้า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 
chia bạn mình đang thả tơi như vậy mà chế hay cho mưa tá thả bạn nó bỏ qua đây vẽ quán nơi không rừng nắng lục trời đọc ra như mấy bỏ qua nơi không cả này một niềm và hay cái dòng cây khơi thả công tôi chung và hạ đôi chiều còn vào làng với nhau rồi đấy và khi nơi ở còn lại đôi chiều có spin rồi dùng á tiền song khai và tiền song khai có spin rồi dùng á còn spin rồi dùng á đấy và ta bắt đầu phải chơi lấy tram cho mọi người vòng một cam cầu city hai công tôi chung tiền nước hiện trang trên đầu cầu bàn hai bên sẽ là cài xa hai thành tiết và chuyện đây được cả này hàng lưới chỉ một tàng sao hay và mà hạ cho sản phẩm lục sơn ca sai chia vậy lúc công chuyện này đó và đầm bấy cho một đoàn tuyệt tổ mà đấy công thôi chứ bọn mình phải hai cái mình ỏi lưới rồi bọn sẽ đạn nhầm những cái từ phật ra đấy bạn theo đạn như mày số sắp tới là mê thông nên tích tới đây ơi hết này rồi bà vì miên và phải lại khai đôi cô mình mang hàng crom nó phê hiện giờ chỉ hết thuê phê đây và cho mang cái xu hai pha đa phần sân và quạt thuê phê nhưng cho mấy trăm miên mê quạt mê từ nung rồi có ai gửi đúng với tôi chỉ riêng xây mùi à hàng mình mê được bỏ quạt trong là cục con được con mình đang riêng ngon nắng bà phần đó tôi chán một chút à đom ông mình tiếng bà mình chị hai mà cặp mà xe này cái đó ấy bà xong rạp cho làm đi phòng nó bấy á bà cho tôi nghe ca các đại của cục bà xong rạp ông có hiệp bà chăng ông tôi bộ lối bà mình bảo cho tôi nghe ở khu lăng mình tên bà pro ban cho hạt lời khai cho mùi của xuống ở hỡi và xe cái xuống xe tự kịch nhưng hay là một thổ nâng đồng bây cũng nót nơi tầm lấy xe vá xa thiệt nạ và chân của mà ta mà bón này ọt ai vô mà mơn vô pi mơn bà này bọt đần chân và chưa bọt gọt đạc bọt lấy nơi đi nhìn tính chân khơi miên đó là anh đạc và sau xong bọt bọt xong bọt đạc châu được nông ông phim sang phương phụ lối nâng mục xa là bằng đồ bày đến khơi miên thông đồng người chưa bọt mình pinh chất là xếp và đắng đạc châu nâng xếp đắng đạc châu nâng chân bộ mô tới khơi nhạc xong nông rừng dàng bệnh chân ai chị phó đi chân xa bày bản tích dẫn đây bản tay chân đấy bà cứ xong rạp xe va xa thiên nạn nâng cứ chấp bà mối cứ mùi mình ai pram của mùi bàn đấy bà hay chân nói những cò khi cho đồng chạm mưu ngọt thì đã vô thả ông có phiếp chàng phương phương rồi lùi cơ lòng môn nâng cứ miền cá xa tô khẳng á bà đời bàn prang prang phương ca hay có bàn vầy mục tử lưu mình trầy đã khá khôi mà chẳng muốn mong bằng hai nhìn này khá cứ nơi cho quân tình kia bao rõ ngày này vì bọn đã bấy được thả dự tình yêu ca mưu cả đại khẳng như thế căn đầm miền cá xa tô ơi chẳng có kì cầm phùng chạm mưu đấy sẽ mưu thả tá mình trầy rụp ná
ខ្លះទៀតដែលជាមន្ត្រីខលខូចប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយហើយត្រូវបានគេវិញមុខរកឃើញនិងយកទៅផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់បាទហើយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងដែលត្រូវប្រកាសទោសសម្បត្តិនៅម្ដងនោះគឺនៅសល់ 2 ថ្ងៃទីទេបាទថ្ងៃនេះ 29 ខែ 33 គឺផុតហើយបាទគឺផុតហើយយើងមានពលមានមួយទីពីខាងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង យើងអាចនិយាយបានថារឿងយូរហើយបាទរឿងយូរហើយដោយសារតែផ្លូវមកកសែហ្នឹងគឺអត់មានឃើញជួចជុលទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមផ្លូវនេះអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងលោកសិនបាទគឺគាត់ត្អូញត្អែរជាង 2 ឆ្នាំហើយបាទអត់ទាន់ធ្វើទេហើយយើងដឹងហើយខេត្តព្រះសីហនុល្បីល្បាញណាស់ឆ្នេរសមាជិកឆ្នេរដល់ល្អលើពិភពលោកហើយជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលក៏មានចំណុច អាចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរដូចជាផ្លូវនេះគេឲ្យជាផ្លូវនៅទួលមុខស្នងការទៅស្អីទេហើយនៅក្នុងក្រមដប់7ភូមិ2បាទសង្កាត់លេខ5ក្រមសេនុខេត្តព្រះសីហនុបាទដែលមានប្រវែងដែលខូចនេះពី300ទៅ400ម៉ែត្រទេបាទផ្លូវដែរលោកសិនប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីឆ្នាំអត់ទាន់មានការជួសជុលនោះទេការជួសជុលនេះទេហើយជាប្រវត្តិដែលនៅតាមដែលធ្វើដំណើរប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះស្នុំពើបាទឲ្យអាជ្ញាធរបាទលោកមើលផងបាទលោកមើលផងនៅលើផ្លូវនេះបាទកុំទ
dương là đăng tha chấm rơi này chống hốc mà không phơi nắng cầm đặt nà đài chấm bùng chi chợ tha bà lô à bà khai rồi lô à bà không bà nâng thôi là chu chối bà chu mà chưa bỏ rứa có trăm cái tạ lại phía rứa có khai lục miên cầm rồng hái dương ở tuần đằng lại nữa thì bà bên cái việc làm thì cái số mà nhà từ liền xong lại thì sau này chụp nên là vậy trong cõi